Hai trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay là những trọng tài của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Trọng tài số 1 ông Bùi Văn Mạnh và trọng tài số 2 là bà Nguyễn Thị Thúy Hà. Nếu như trong lịch sử Cúp Hùng Vương, binh chủng thông tin trường tươi Bình Phước, trước đây là Bộ Tư lệnh Thông tin đã từng 4 lần đăng quang ngôi vô địch, thì với Ninh Bình đây vẫn là chiếc cúp còn thiếu trong bộ sưu tập của họ. Ngày hôm nay thì các cô gái quân đội sẽ ra sân với đội hình gồm có chủ công áo số 7 Phạm Thị Nguyệt Anh, số 11 đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh, số 12 phụ công Phạm Thị Hiền, số 16 phụ công Liêm Chít, số 17 chủ công Nguyễn Thị Phương và chuyền 2 đội trưởng số 19 Đoàn Thị Lâm Oanh. Huấn luyện viên trưởng của đội bóng binh chủng thông tin trường tươi Bình Phước là ông Phạm Đình Dũng. Libero được lựa chọn trong danh sách xuất phát của thông tin đó là số 10 Đàm Thị Thúy Linh. Ngày hôm nay thì các cô gái thông tin sẽ thi đấu trong bộ trang phục áo trắng đỏ. Còn đây sẽ là những cái tên ra quân trong đội hình của Ninh Bình. Chuyền 2 số 7 Hoài My, số 8 phụ công Lê Thanh Thúy, số 9 chủ công Nguyễn Thị Uyên, số 10 đội trưởng đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền, số 14 ngoại binh Warisara, người đánh ở vị trí chủ công, số 15 phụ công Nguyễn Thị Trinh và libero của đội bóng này được đăng ký là Nguyễn Thị Kim Liên, cầu thủ mang áo số 6. Huấn luyện viên trưởng của LP Bank Ninh Bình là ông Thái Thanh Tùng, cựu huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Trong set đấu mở màn, các cô gái Ninh Bình sẽ là những người thi đấu bên phần sân B, phần sân bên tay phải màn hình của chúng ta. Mùa giải năm ngoái thì Ninh Bình giành ngôi Á quân ở Cúp Hùng Vương 2023. Một bầu không khí thực sự là rất sôi động và đương nhiên cũng sẽ tạo ra nhiều áp lực cho cầu thủ đôi bên. Nhưng đây đều là những vận động viên dày dặn kinh nghiệm trận mạc và có lẽ họ sẽ vượt qua những áp lực này để cống hiến cho chúng ta một trận cầu với chất lượng chuyên môn cao. Pha tấn công ở vị trí số 3. Tình huống đánh bóng ra ngoài sân. Điểm đầu tiên thuộc về các cô gái binh chủng thông tin trường tươi Bình Phước. Đó là pha tấn công của phụ công Lê Thanh Thúy. Lê Thúy cũng là phụ công được triệu tập lên đội tuyển quốc gia trong năm 2024. Năm ngoái thì cô được triệu tập cho đội 2. Pha tấn công ở vị trí số 4 và đó là pha ghi điểm của Nguyễn Thị Uyên. Ngay lập tức thì Ninh Bình đã giành lại thế cân bằng. Nguyễn Thị Uyên là bản hợp đồng bổ sung. Chủ công được cho mượn từ Gelesimco Thái Bình để giúp cho LP Bank Ninh Bình có thể hướng tới những thành tích cao ở sân chơi Cúp Hùng Vương cũng như là Cúp Bình Điền sắp tới. Đường chuyền sau đầu. Pha chắn bóng tốt của Ninh Bình sau tình huống tấn công của Kiều Trinh. Pha di chuyển chiến thuật của Kiều Trinh đã bị đối phương bắt bài. Thông tin là đội bóng rất mạnh trong những miếng đánh chiến thuật. Nhưng Ninh Bình thì cũng là một đội bóng mạnh trong khả năng chắn bóng. Pha tấn công ở vị trí số 2, bóng bạt chặt. Tình huống ghi điểm vừa rồi là của Nguyễn Thị Phương. Sau tình huống ghi điểm vừa rồi thì chủ công áo số 17 sẽ là người phát bóng. Nguyễn Thị Phương đã xoay xuống cầu dưới. Và phát bóng bắt điểm trực tiếp của Nguyễn Thị Phương. Ngày hôm nay thì Nguyễn Thị Phương và chủ công Nguyễn Anh là những người được lựa chọn thay từ đầu. Ngay từ đầu thay vì bản hợp đồng bổ sung Vi Thị Như Quỳnh. Pha phối hợp không ăn ý giữa các cầu thủ Ninh Bình. Tấn công hàng sau Nguyễn Thị Phương. Tiếp tục là một cơ hội tấn công nữa cho thông tin. Bóng hơi sát lưới. Cú đánh vừa rồi của Kiều Trinh, bóng đã chạm tay chắn và đi ra ngoài. Thêm một điểm nữa được ghi dành cho các cô gái binh chủng thông tin trường tươi Bình Phước. Ngày hôm nay thì cuộc so tài giữa Kiều Trinh và Bích Tuyền thực sự là một cuộc so tài rất đáng được chờ đợi.
giữa những đối chuyền xuất sắc nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam thời điểm hiện tại. Bích Tuyên pha tấn công về phía cuối sân, bóng trong sân và điểm dành cho Ninh Bình. Tỷ số bây giờ đang là 3-4, lợi thế một điểm dành cho các cô gái binh chủng thông tin trường Tư Bình Phước. Đánh biên, giám biên xác định bóng trong sân. Pha tấn công ở biên 4 là của chủ công Nguyễn Anh. Hai chủ công trong đội hình xuất phát của thông tin đều đang chơi tốt ở trận này. Và khiếu nại đã được đưa ra từ phía ban huấn luyện của Ninh Bình. Khiếu nại cho một tình huống bóng trong ngoài sau pha tấn công của các cô gái thông tin với miếng đánh biên của Nguyễn Anh. Như vậy là bóng ngoài, khiếu nại thành công của Ninh Bình. Bóng chỉ ngoài một chút thôi, một tình huống rất nhạy cảm, nhưng đó là quyết định đúng đắn từ ban huấn luyện của Ninh Bình. Bây giờ sẽ là tình huống phát bóng tấn công của Bích Tuyền. Tiếp tục đánh biên, Nguyễn Anh. Và tấn công rụng chắn của Nguyễn Anh. Tiếp tục có điểm cho binh chủng thông tin trường Tươi Bình Phước. Đường chuyền ra biên cho Nguyễn Thị Uyên. Chủ công của Thái Bình đang có được hiệu suất ghi điểm rất cao trong những diễn biến đầu tiên của trận này. Mặc dù trước khi trận đấu này diễn ra thì nhiều người đã dự đoán rằng Nguyễn Uyên sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc hòa nhập với Ninh Bình so với khả năng hòa nhập của Vi Thị Như Quỳnh, khi Như Quỳnh đã quen với chuyền hai Lâm Oanh. Miếng đánh một chân sau đầu rất hiệu quả của Plumchit. Thêm một điểm nữa được ghi dành cho đội bóng áo lính. Bây giờ cầu phát bóng là của Kiều Trinh. Cũng là một tình huống tấn công một chân sau đầu của Nguyễn Trinh nhưng chưa có điểm cho Ninh Bình. Hàng sau bỏ nhỏ không được. Tình huống xử lý có phần hơi lưỡng lự một chút của Kiều Trinh. Đường chuyền của Lâm Oanh cũng có tầm bóng hơi thấp so với tình huống bật nhảy của Kiều Trinh. Lại là Pilomchit. Pha tấn công quá xuất sắc của ngoại binh kỳ cựu người Thái Lan. Những miếng đánh bay sau của Pilomchit cho tới lúc này đang thực sự rất hiệu quả. Sau một tình huống đánh bóng chéo sân là một pha đánh y ghi điểm của phụ công mặc áo số 16 bên phía thông tin. Bích Tuyền, tình huống dội bom của Bích Tuyền. Mặc dù bóng đã chạm mép lưới nhưng hàng thủ của thông tin vẫn không kịp trở tay. Bích Tuyền là mũi công có lực đập rất mạnh. Bóng chạm lưới và đường bóng ngắn hơn khiến cho Nguyệt Anh đã phòng thủ không thành công. Hai đội vẫn đang bám đuổi nhau về mặt tỷ số trong set 1. Cách biệt bây giờ chỉ là một điểm thôi. Hoài My phát bóng. Sau đâu? Lại là Pilomchit. Liên tiếp là những tình huống ghi điểm với những pha xử lý một chân sau đầu của ngoại binh người Thái Lan. Đường chuyền rất đẹp mắt của Lâm Oanh. Pilomchit sau giai đoạn thi đấu cho binh chủ thông tin trường Tư Bình Phước ở giai đoạn 1 của giải vô địch quốc gia thì cũng đã có ít ngày trở về Thái Lan trước khi quay trở lại và tiếp tục cống hiến tại Cúp Hùng Vương 2024. Đó là pha tấn công của Kiều Trinh. Bích Tuyền không kịp cứu bóng. Điểm dành cho binh chủng thông tin trường Tươi Bình Phước. Người đã phòng thủ với chuyền một không thành công ở tình huống vừa rồi là Nguyễn Thị Uyên.
Bây giờ thì Ninh Bình đã phải gọi hội ý. Lượt hội ý đầu tiên trong trận đấu này. Ở mỗi trận đấu thì mỗi đội bóng sẽ có được 2 lượt gọi time out, mỗi lượt kéo dài 30 giây. Và mỗi đội cũng có được 2 lượt challenge sai. Trong trận đấu ngày hôm nay thì Ninh Bình là những người sử dụng time out và challenge trước. Họ có được một tình huống khiếu nại thành công. Huấn luyện viên Thái Thanh Tùng là người rất dày dặn kinh nghiệm, và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem ông có những sự điều chỉnh như thế nào khi lúc này Ninh Bình đang bị thông tin dẫn trước với cách biệt 3 điểm. Sự lợi hại của Plumchip đã được thể hiện trong những điểm số vừa qua. Cầu phát bóng của ngoại binh người Thái Lan. Bích Tuyền. Tình huống chắn bóng tốt của Phạm Hiền và Lâm Oanh. Bỏ nhỏ. Cơ hội tấn công dành cho Thông Tin. Đánh bóng ra ngoài. Một tình huống tấn công từ hàng sau của phụ công người Thái Lan. Hơi tiếc một chút cho Plumchip khi đường bóng vừa rồi cô đã đưa bóng ra ngoài sân. Tỷ số bây giờ là 7-9. Tiếp tục là cầu phát bóng dành cho một cầu thủ người Thái Lan. Đây là Warisara, ngoại binh của Ninh Bình. Chắn bóng tốt, một mình Bích Tuyền đã ngăn chặn thành công tình huống tấn công ở biên 4 của Nguyễn Thị Phương. Thêm một điểm nữa được ghi dành cho LP Bank Ninh Bình. Tỷ số bây giờ là 8-9. Warisara là chủ công thi đấu rất ổn định. Và bắt chuyền một không tốt của Kiều Trinh. Tỷ số được sắp bằng 9 đều. Giờ thì tới lượt binh chủng Thông Tin Trường Tươi Bình Phước gọi hội ý. Sau lượt hội ý của mình thì Ninh Bình đã có 3 điểm liên tiếp. Một lượt time out cực kỳ hiệu quả của huấn luyện viên Thái Thanh Tùng. Giờ thì chúng ta sẽ cùng xem huấn luyện viên Phạm Đình Dũng sẽ có những điều chỉnh như thế nào. Đây là Sasi Papron, ngoại binh của Hóa chất Đức Giang Lào Cai, cùng những thành viên của đội bóng đương kim vô địch. Ngày mai thì họ bước vào lượt trận bán kết của mình, chạm trán với các cô gái VTV Bình Điền Long An. Lượt hội ý của thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Dũng và các học trò đã kết thúc. Và chớp thời cơ tốt của số 17 đó là Nguyễn Thị Phương. Tỷ số được nâng lên 19 cho Thông Tin. Cả hai đội bóng đều có được những lượt hội ý rất hiệu quả. Sau 3 điểm liên tiếp của Ninh Bình thì Thông Tin đã cắt được mạch lên điểm của đối thủ. Cầu phát bóng trở lại với Lâm Oanh. Nguyễn Thị Uyên. Nỗ lực phòng thủ không thành công của libero Đàm Thị Thùy Linh. Nguyễn Thị Uyên có một pha tấn công chéo sân khá tốt. Ở giai đoạn 1 giải vô địch quốc gia vừa qua thì Nguyễn Thị Uyên thực sự là nhân tố nổi bật trong đội hình của Gelesimco Thái Bình. Sau pha phòng thủ không thành công vừa rồi thì Thùy Linh đã rời sân để nhường chỗ cho Âu Hồng Nhung. Tình huống xử lý của Kiều Trinh rất nhẹ nhàng nhưng hiệu quả. Kiều Trinh là mẫu đối chuyền tấn công rất khôn bóng. Một pha phối hợp lao chồng lao của các cô gái Thông Tin. Kiều Trinh có thể kết hợp những pha tấn công với lực đập tốt và những tình huống bỏ nhỏ hoặc những pha xử lý tinh tế để ghi điểm. Bích Tuyền. Còn với Bích Tuyền đơn giản là như vậy.
luôn là những tình huống dội bom với lực đập cực tốt. Một tình huống bám chắn chưa thực sự kín kẽ của Phạm Hiền và Nguyễn Anh. Tỷ số là 11 đều. Đưa bóng ra biên cho Nguyễn Anh. Nguyễn Uyên phòng thủ tốt. Không được rồi. Một tình huống phối hợp phòng ngự không ăn ý của Âu Hồng Nhung và Nguyễn Thị Phương. Pha xử lý của Nguyễn Thị Trinh khá bất ngờ. Bây giờ thì LP Bank Ninh Bình vượt lên dẫn trước một điểm, 12-11. Pha tấn công tốt ở vị trí số 2. Đó là tình huống ghi điểm của Hoàng Thị Kiều Trinh. Sau tình huống ghi điểm của Kiều Trinh thì phụ công Bloom Chip đã có thể trở lại sân. Cô đang góp mặt ở hàng trên của thông tin. Nhưng vừa rồi là một tình huống phát bóng rúc lưới của Phạm Hiền. 13-12 cho LP Bank Ninh Bình. Nguyễn Thị Nguyên bây giờ sẽ là người phát bóng. Nguyễn Anh. Và tấn công về phía cuối sân với một cú gõ bóng lỏng tay rất tốt của Nguyễn Anh. Sau khi gặp chấn thương ở cổ tay thì giờ đây lực đập của Nguyễn Anh cũng không còn được tốt như trước đây nữa. Nhưng đó cũng là sự cố gắng rất đáng được ghi nhận để có thể trở lại thi đấu đỉnh cao của chủ công bên phía thông tin. Kiều Trinh sẽ là người phát bóng. Tỷ số bây giờ đang là 13 đều. Một trận đấu rất căng thẳng ngay từ set đấu mở màn. Không thể khác được cho cặp đấu này. Một trận chung kết sớm thực sự giữa hai đội bóng. Điều chuyển sau đầu Nguyễn Thị Trinh. Cú đánh chéo gắt với pha bay sau rất hay của Trinh Nguyễn. Đó là giá trị của một phụ công của đội tuyển quốc gia. Lỗi chuyền một của Âu Hồng Nhung. Thêm một điểm nữa được ghi cho LP Bank Ninh Bình. Tỷ số bây giờ là 15-13. Đường chuyền cho Bloom Chip. Một pha treo bóng cũng chưa thực sự thuận lợi. Thế nhưng chúng ta đã thấy được khả năng sửa bóng tốt như thế nào của ngoại binh người Thái Lan. Dễ dàng loại bỏ hai tay chắn của Định Bình. Với một tình huống chạm bóng rất tinh tế. 14-15. Bloom Chip đang là một trong những cầu thủ thi đấu nổi bật trên sân bên phía thông tin. Phát bóng ngoài. Tình huống phát bóng lỗi vừa rồi là của Nguyễn Anh. Trong ít phút gần đây thì thông tin đang mắc nhiều lỗi phát bóng và nhiều lỗi chuyền một hơn so với Ninh Bình. Thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Dũng cần phải cải thiện điều này. Như Quỳnh. Như Quỳnh đã vào sân từ băng ghế dự bị. Hàng sau của Kiều Trinh lại là một tình huống gõ bóng lỏng tay rất đẳng cấp của Kiều Trinh. Sự khôn ngoan và tinh tế của Kiều Trinh được thể hiện ở những pha bóng như vừa rồi. Không cần dùng quá nhiều sức, nhưng điều đó đòi hỏi khả năng quan sát và sự tinh tế của các vận động viên. 15-16. Bích Tuyền. Pha tấn công trên chắn của Bích Tuyền, bóng chạm tay chắn. Bóng đã chạm tay chắn của Phạm Hiền. 17-15. Lại là
là một pha phối hợp đánh chiến thuật nữa của Thông Tin. Phạm Hiền là người hút chắn để cho Như Quỳnh dứt điểm. Một miếng đánh nhanh thu của các cô gái Thông Tin. Có lẽ huấn luyện viên Tuấn Kiệt cũng có thể hài lòng với được bóng vừa rồi. Hai học trò của ông trên đội tuyển quốc gia đã có tình huống phối hợp tốt với nhau. Chính xác là ba học trò. Nhưng lần này thì Như Quỳnh đã không thắng được các tay chắn của Ninh Bình. Trước đó là một pha phối hợp giữa Lâm Oanh, Phạm Hiền và Vi Thị Như Quỳnh. Điều mà có lẽ chúng ta sẽ tiếp tục được thưởng thức trong những trận đấu ở mùa giải năm nay của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Nhưng ngay sau tình huống ghi điểm thì chủ công của Quảng Ninh đã không thể thắng được các tay chắn của Ninh Bình. Và tấn công tốt ở vị trí số 2. Hai đội vẫn đang chơi ăn miếng trả miếng, 17-18. Có lẽ ngay sau đây sẽ là tình huống phát bóng tấn công của Vi Thị Như Quỳnh. Và đường bóng tiếp theo chúng ta sẽ chờ đợi một pha tấn công hàng sau của chủ công mang áo số 14. Bích Tuyền. Bích Tuyền có sức bật cực khủng khiếp. Và những cú đập bóng cắm sàn rất khó cho các cầu thủ phòng ngự của đối phương. Theo danh sách đăng ký thi đấu của Ninh Bình thì Bích Tuyền, đối chuyền sinh năm 2000, có chiều cao 1m87, khả năng bật đà 3m10 và bật chắn 2m86, là cầu thủ có chiều cao và sức bật tốt nhất trên sân lúc này. Lượt hội ý thứ hai của binh chủng Thông Tin Trường Tươi Bình Phước. Họ đang bị đối phương dẫn trước với khoảng cách 3 điểm. Liên tiếp những tình huống mắc lỗi chuyền một ở vị trí libero của đội bóng áo lính. Chắn mình thì cua theo nó quá. Chắn chậm lại một tí nữa. Nó chuyền rất là cao, chắn chậm lại thôi, đúng không? Lượt hội ý cuối cùng của Thông Tin trong set 1 đã hết. Trận đấu đầu tiên đang bước vào những điểm số rất quan trọng. Và bây giờ Thông Tin đang phải đối mặt với cầu phát bóng của Bích Tuyền. Rồi tấn công dành cho Ninh Bình. Hàng sau Warisara. Và phòng ngự tốt của Thùy Linh. Kiều Trinh. Kiều Trinh đã cắt được cầu lên điểm của đối thủ. 18-20. Lương Chít đã có thể trở lại sân. Phạm Hiền sẽ phát bóng. Bích Tuyền hàng sau. Lại là một pha sút bom thẳng vào vị trí của Lâm Oanh. Trong bản danh sách triệu tập đội tuyển quốc gia mới đây thì Bích Tuyền một lần nữa lại có tên. Và chúng ta hy vọng ở mùa giải năm nay thì Bích Tuyền có thể góp sức cho đội tuyển quốc gia. Ninh Bình cũng sẽ tham gia sân chơi AVC Club, những giải đấu quốc tế dành cho Bích Tuyền trong năm 2024 đang chờ đợi ở phía trước. Nguyệt Anh. Và phòng thủ rất tốt của Kim Liên. Kiều Trinh bỏ nhỏ. Ninh Bình vẫn thủ được. Nhưng tiếp tục sẽ là cơ hội tấn công cho Thông Tin. Đường chuyền không tốt với vị trí của Blomqvist. Một đường bóng bền. Kiều Trinh. Giáng biên xác định bóng ngoài và không chạm chắn. Đó cũng là quyết định cuối cùng được đưa ra, nhưng phía Thông Tin sẽ đưa ra khiếu nại. Có cảm giác rằng bóng chưa chạm tay chắn. Khiếu nại đã được đưa ra và chúng ta sẽ chờ đợi những góc máy tốt hơn từ công nghệ Video Challenge Ice. Công nghệ lần đầu tiên được đưa vào hoạt động ở sân chơi Cúp Hùng Vương. Trước đó năm 2022 thì công nghệ này cũng đã lần đầu tiên được đưa vào sân chơi vô địch quốc gia của chúng ta. Và nó ngay lập tức đã giúp cho giải đấu trở nên hấp dẫn hơn
yếu tố công bằng cao hơn rất nhiều. Và nó cũng ngày càng nâng tầm của các sân chơi bóng chuyền quốc nội. Bóng có lẽ chưa chạm tay của Warisara. Khiếu nại không thành công của thông tin. 22-18. Các trọng tài đã chính xác trong đường bóng vừa rồi. Trong một bóng chuyền, những diễn biến rất nhanh và liên tục. Và trong đó có rất nhiều những đường bóng nhạy cảm. Do đó đôi khi cũng có những đường bóng mà những người quan sát trên sân cũng không thể đưa ra quyết định chính xác tuyệt đối được. Và đó chính là giá trị của Video Challenge Ice. Thêm một pha ghi điểm nữa của thông tin. Và đó là tình huống đánh biên của Nguyễn Anh. 19-22. Kiều Trinh phát bóng. Pha chuyền một không tốt và Blomqvist đã không bỏ lỡ cơ hội vừa rồi. Một pha xử lý rất kinh nghiệm của cầu thủ 41 tuổi người Thái Lan. Dễ dàng đánh bại Hoài My trong một tình huống tranh chấp trên lưới. 20-22. Đưa bóng ra biên, Warisara. Pha tấn công ghi điểm ở vị trí số 4. Thêm một điểm nữa cho Ninh Bình. 23-20. Bây giờ người phát bóng cho Ninh Bình sẽ là Nguyễn Thị Trinh. Hàng sau của Vĩ Thị Như Quỳnh. Pha phòng thủ tuyệt vời của Ninh Bình. Cơ hội cho Blomqvist. Lần này thì không ai ngăn cản được tình huống tấn công của thông tin nữa. Những miếng đánh rất lợi hại của thông tin. Một pha tấn công hàng sau của Như Quỳnh và sau đó là một tình huống đánh bay sau của ngoại binh người Thái Lan. Những cú đánh một chân sau đầu của Blomqvist thực sự là hiệu quả rất cao trong trận này. 21-23. Nguyễn Anh sẽ là người phát bóng. Bích Tuyền. Cú đánh với lực rất mạnh của Bích Tuyền. Thùy Linh đã phòng thủ không thành công. Chuyền hai Hoài My và Bích Tuyền chơi bóng thực sự ăn ý. Set point dành cho Ninh Bình. Blomqvist. Bóng ngoài rồi. Và đó sẽ là điểm quyết định xét đấu. Khiếu nại được đưa ra. Nhưng có vẻ như đã hết thời gian để khiếu nại. Thời gian để bấm chuông khiếu nại sau khi kết thúc tình huống bóng chỉ là 8 giây thôi. Chúng ta cùng xem lại đường bóng cuối trong xét đấu này. Các cô gái thông tin cho rằng bóng có thể đã sượt qua tay chắn của Lê Thanh Thúy sau tình huống tấn công của ngoại binh người Thái Lan. Nhưng việc đưa ra khiếu nại quá muộn màng khiến cho họ cũng không thể xem lại được bóng vừa rồi nữa. Thất bại trong set 1 với binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước. Một thế trận giằng co, nhưng Ninh Bình là những người tận dụng cơ hội tốt hơn ở thời điểm cuối set đấu. Và họ có chiến thắng ở set 1 bằng tỷ số 25-21. Chúng ta sẽ cùng nhau tạm nghỉ ít phút trước khi đến với diễn biến set đấu thứ 2 của trận bán kết 1 nội dung của nữ tại giải bóng chuyền Quốc Hùng Vương 2024.
Ngay bây giờ sẽ là xét đấu thứ hai, cuộc so tài giữa LP Bank Ninh Bình và Minh Chủ Thông tin Trường Tươi Bình Phước. Xét một phần thắng đã dành cho các cô gái Ninh Bình, đương kim vô địch của giải vô địch quốc gia và đương kim á quân của Cúp Hùng Vương. Ở xét hai này thì họ sẽ thi đấu bên phần sân A, phần sân bên tay trái màn hình của chúng ta. Điểm đầu tiên dành cho Thông tin. Đây là xét đấu mà Kiều Trinh và các đồng đội sẽ phải rất nỗ lực. Ở xét 1 thì họ mắc nhiều lỗi chuyền 1 và mắc cả lỗi trong những tình huống phát bóng nữa, khiến cho không thể đua tranh với Ninh Bình ở thời điểm cuối xét. Kiều Trinh đưa bóng cho Bích Tuyền, nhưng đây sẽ là cơ hội tấn công dành cho các cô gái Bình Chủ Thông tin Trường Tươi Bình Phước. Một pha phối hợp đánh nhanh ghi điểm của Lâm Oanh và Phạm Thị Hiền. Phạm Thị Hiền là phụ công có chiều cao không quá ấn tượng, nhưng là vận động viên có sức bật tốt và khả năng chơi bóng rất thông minh. Đó là những ưu điểm của Phạm Thị Hiền giúp cho cô được điền tên trong danh sách triệu tập của đội tuyển quốc gia năm nay. Bích Tuyền, bóng ngoài, 3 điểm liên tiếp cho Thông tin trong set 2. Một sự khởi đầu rất tươi sáng cho đội bóng áo lính trong set đấu này. Vẫn đang là cầu phát bóng của Vi Thị Như Quỳnh. Ở set 2 này thì Như Quỳnh đánh ngay từ đầu. Tình huống phát bóng tốt, ăn điểm ace của Như Quỳnh. Như Quỳnh ở mùa giải năm nay, kỹ năng phát bóng cũng như kỹ năng tấn công hàng sau đã được cải thiện một cách rõ rệt. Tỷ số bây giờ là 4-0 cho Thông tin và ngay lập tức huấn luyện viên Thái Thanh Tùng phải gọi hội ý. Khí sôi động thường thấy từ khán đài của các nhà thi đấu nơi có sự góp mặt của các đội bóng áo lính như Binh Chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước, như Biên Phòng, như Thể Công Tân Cảng. Các chiến sĩ luôn mang tới bầu không khí rất sôi động và tiếp thêm rất nhiều sức mạnh cho các vận động viên. Một lần nữa sau tình huống time out thì Ninh Bình lại cắt được điểm của đối thủ. Những lượt tham ao rất hiệu quả của huấn luyện viên Thái Thanh Tùng. Đưa bóng ra biên cho Nguyễn Anh. Lại thêm một tình huống phòng thủ tốt của Kim Liên, nhưng sau đó thì Nguyễn Anh đã tận dụng được thời cơ. Tỷ số bây giờ là 5-1. Tiếp tục là cơ hội ghi điểm cho các cô gái Thông tin. Hàng sau Như Quỳnh. Chúng tôi đã nhắc tới khả năng tấn công hàng sau của Vi Thị Như Quỳnh là lợi hại như thế nào. Ở giai đoạn 1 giải vô địch quốc gia vừa qua thì Như Quỳnh thực sự là nhân tố gánh team ở Quảng Ninh. Những pha tấn công rất lạnh lùng và hiệu quả của chủ công này giúp cho một đội bóng không có những ngôi sao như Quảng Ninh cũng có những thế trận không quá tệ trước các đối thủ mạnh. Một pha dứt điểm bằng tay chiêu của Lê Thanh Thúy. Tình huống phối hợp đánh nhanh có điểm cho Ninh Bình. Phụ công của Ninh Bình rất nhanh tay để xử lý thành công đường bóng vừa rồi.
Tỷ số bây giờ là 2-6. Lại là lỗi bước 1 của libero bên phía thông tin. Nếu như các cô gái thông tin không thể cải thiện được truyền một của mình thì họ sẽ tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn trước Ninh Bình. Một pha phát bóng bay cực kỳ khó chịu của Lê Thúy. Pha phối hợp không thành công giữa Vi Thị Như Quỳnh và Lâm Oanh. Bích Tuyền không thể ngăn cản được Bích Tuyền. Mũi công lợi hại nhất bên phía Ninh Bình. Rất nhiều cổ động viên đang mong đợi tới ngày Bích Tuyền và Thanh Thúy cùng ở hàng trên và góp công cho đội tuyển quốc gia. Những tay đập cự phách của bóng chuyền nữ Việt Nam, những vận động viên tấn công hiệu quả bậc nhất của bóng chuyền quốc nội. Vừa rồi là Vi Thị Như Quỳnh. Như Quỳnh cũng là một chủ công đầy triển vọng của bóng chuyền nữ nước nhà. Như Quỳnh đang càng chơi càng hay. Lần này thì một mình Trinh Nguyễn là không thể ngăn cản được chủ công mang áo số 14. Tỷ số bây giờ là 7-4 nghiêng về phía thông tin. Chắn bóng thành công. Tình huống chắn đôi có điểm của Lương Chít và Lâm Oanh. Thông tin đang có số điểm gấp đôi so với đối thủ trong set 2. Bóng trong sân. Điểm A dành cho bên chủ thông tin Trường Tươi Bình Phước. Các cô gái áo lính đang chơi rất hay trong set 2 này. Họ hay trong khâu tấn công và phòng thủ trên lưới nhưng vẫn cần cải thiện chuyền một của mình để có thể tạo ra một thế trận hấp dẫn hơn nữa với Ninh Bình. Bích Tuyền. Bóng chạm tay chắn và đi ra ngoài. Đổi vào điểm cho LP Bank Ninh Bình. Tỷ số bây giờ là 5-9. Hàng sau, đó là pha tấn công của Vi Thị Như Quỳnh. Nguyễn Thị Uyên tiếp tục đưa bóng ra biên 4 cho Nguyễn Uyên. Hai pha chặt bóng liên tiếp của các cô gái thông tin. Hàng sau của Bích Tuyên, pha tấn công tuyệt vời. Nếu như Nguyễn Uyên chưa thể giải quyết được tình huống thì đã có Bích Tuyên. Đó là sự khác biệt của đối chuyền mang áo số 10. Bích Tuyên quá lợi hại. Cú đánh hai chuyền hay của Lâm Oanh. Lỗi của chuyền một nhưng Lâm Oanh đã sửa sai cho đồng đội. Tỷ số bây giờ là 16. Nguyệt Anh sẽ là người phát bóng. Vừa rồi là một tình huống xử lý tốt của Bích Tuyền. Lần này thì Bích Tuyền không dùng nhiều lực. Gõ bóng vào đúng khoảng trống trong hệ thống phòng ngự của thông tin ở tình huống vừa rồi. Một pha quan sát và xử lý rất tinh tế của đối chuyền Bích Tuyền. Nếu có thêm Bích Tuyền ở một giải năm nay thì đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ tăng cường được đáng kể về sức mạnh tấn công. Pha ghi điểm của Nguyễn Thị Trinh. Một tình huống tấn công ở vị trí số 3. 8-10. Tới lượt thông tin xin hội ý.
Hai đội bóng này cứ sau mỗi lần hội ý thì hầu hết họ đều cắt được điểm của đối thủ. Lần này chúng ta sẽ cùng xem thông tin có nới rộng được cách biệt không. Họ đang có lợi thế 2 điểm trước Ninh Bình. Đây là cầu phát bóng của Nguyễn Thị Uyên. Không được rồi. Một pha chạy chỗ và phối hợp không ăn ý giữa Vi Thị Như Quỳnh và Lâm Oanh, những người đồng đội ở đội tuyển quốc gia. Lâm Oanh có một đường chuyền hơi khó cho Vi Thị Như Quỳnh. Không biết là Như Quỳnh phải di chuyển theo cách như thế nào để thực hiện được tình huống đánh biên vừa rồi đây. 90. Pha tấn công của Plumchit. Bích Tuyền hàng sau, bóng ngoài và cũng không chạm tay chặt. 11-9 dành cho Thông Tin. Cú đánh một chân sau đầu là của Nguyễn Thị Trinh. Hai đội bóng đều có những miếng đánh bay sau rất lợi hại với Trinh Nguyễn bên phía Ninh Bình và với Plumchit của Thông Tin. Phạm Hiền cũng vừa ghi điểm với một cú đánh bay sau. Cả hai đội bóng đều có những phụ công có khả năng đánh một chân sau đầu tốt và họ đã ghi được khá nhiều điểm sau hơn một xét đấu vừa qua. Bích Tuyền. Khả năng sửa bóng của Bích Tuyền là quá tốt. Liên tục là những tình huống tấn công trên chắn của Bích Tuyền. Rất khó cho hàng thủ của Thông Tin. 11-12. Tình huống phối hợp đánh nhanh thu có điểm cho các cô gái Thông Tin. Đó là pha kết thúc của Kiều Trinh. Thông Tin mạnh trong những tình huống đánh lao len, nhanh thu hoặc nhanh biên. Những miếng đánh chiến thuật của họ được đánh giá rất cao. Đưa bóng cho Bích Tuyền, chắn bóng nhưng bóng rơi ra ngoài sân. Khá đáng tiếc cho đội bóng áo đỏ trắng. 12-13. Lực đập của Bích Tuyền là rất mạnh. Kể cả bóng có chạm tay chắn thì cũng thường có xu hướng văng ra ngoài sân rất xa. Giờ là cầu phát bóng của Warisara. Nguyễn Anh. Nỗ lực cứu bóng thành công của các cô gái Thông Tin. Một pha cứu bóng bằng chân của Kiều Trinh. Pha phối hợp đánh bóng chiến thuật và bóng rơi trong sân. Đó là một pha di chuyển đánh nhanh sau chồng trước của các cô gái Ninh Bình. Mặc dù trước đó thì Thông Tin cũng đã rất nỗ lực để cứu bóng. Bích Tuyền có một pha xử lý hay. 13 đều. Thông Tin thường có xu thế dẫn điểm trong khoảng thời gian đầu xét đấu. Nhưng tới giữa xét thì họ bị đối thủ giành lại thế cân bằng. Và cuối xét 1 thì Ninh Bình là đội vượt lên và giành chiến thắng. Lần này thì miếng đánh chiến thuật của Thông Tin đã không thắng được các tay chắn áo vàng. Pha kết thúc là của Kiều Trinh. Pha phối hợp lao chồng lao của các cô gái Thông Tin. Mười bốn mười ba dành cho Ninh Bình.
Tình huống tấn công tốt của Nguyễn Anh, bóng trong sân. Tỷ số là 14 đều. Set 2 cũng diễn ra với một thế trận giằng co chẳng khác gì set đấu thứ nhất. Blumchit trở lại sân. Bây giờ là cầu phát bóng của phụ công Phạm Thị Hiền. Nguyễn Thị Uyên. Nỗ lực cứu bóng không thành công của Phạm Hiền. Và đánh bóng chéo sân rất khó chịu của Nguyễn Uyên. Mười lăm mười bốn. Cả Nguyễn Thị Uyên và Vi Thị Như Quỳnh đều sớm cho thấy giá trị của mình với bản hợp đồng bổ sung cho hai đội bóng tại Cúp Hùng Vương năm nay. Tình huống tấn công và ghi điểm vừa rồi là của ngoại binh người Thái Lan. Blumchit và Lâm Oanh đã có được những tình huống phối hợp tấn công rất ăn ý với những miếng đánh nhanh sau và bay sau. Bích Tuyền, thông tin phòng thủ thành công. Tiếp tục là cơ hội ghi điểm cho Bích Tuyền. Pha tận dụng thời cơ tốt vừa rồi là của Lâm Oanh. Hai đội giành nhau từng điểm một. Đường chuyền sau đầu, Nguyễn Thị Trinh. Bóng chạm mép lưới và trở nên khó lường hơn với hàng thủ của thông tin. Tỷ số bây giờ là 16 đều. Cầu phát bóng của Bích Tuyền. Hàng sau của Vi Thị Như Quỳnh. Cú đánh mặt chắn tốt của Như Quỳnh giúp cho thông tin nâng tỷ số lên 17-16. Chỉ có một mình Nguyễn Thị Trinh là không đủ để ngăn chặn những tình huống tấn công sau vạch 3m của Vi Thị Như Quỳnh. Đưa bóng cho Nguyễn Thị Uyên, chắn bóng thành công. Sau đó là pha xử lý rất nhanh tay của Như Quỳnh. Như Quỳnh đang ngày một trưởng thành hơn. Năm ngoái trong màu áo của đội tuyển quốc gia thì nhiều người cũng đã khá e dè với sự góp mặt của Như Quỳnh, chủ công nhỏ tuổi nhất trong đội hình của đội tuyển quốc gia, người đàn em. Nhưng Như Quỳnh đang cho thấy sự tiến bộ ngày một rõ rệt. Chủ công này sinh năm 2002, huấn luyện viên có chiều cao 1m78, khả năng bật đà là 2m94. Còn đây sẽ là cầu phát bóng của Nguyễn Anh, chủ công cao 1m74, sức bật đà 2m93. Không cứu được bóng rồi. Sau tình huống tranh chấp trên lưới không thành công thì thông tin đã bị bất lợi. Mười bảy mười tám. Chú ý này, xem Quỳnh này di chuyển như nào, bước chân những bước theo luôn. Một tình huống đóng dấu của Vi Thị Như Quỳnh đối với Nguyễn Thị Uyên. Những bản hợp đồng bổ sung vừa có một tình huống đối đầu với nhau trong một đường bóng mà Nguyễn Uyên không hề mong đợi. Thêm một
điểm nữa được ghi từ tình huống đánh một chân sau đầu của Nguyễn Thị Trinh. Ngày hôm nay thì hiệu suất ghi điểm của Nguyễn Thị Trinh với những tình huống đánh bay sau cũng chẳng kém gì Plumchit. 18-19. Biết mạnh cái tay vào em ạ, lau biết mạnh cái tay vào. Vị Thị Như Quỳnh. Bóng trong hay ngoài đây? Trọng tài hơi lưỡng lự nhưng đã cho điểm các cô gái Ninh Bình. Và đương nhiên sẽ có khiếu nại từ thông tin. Như vậy là thông tin đưa ra khiếu nại về khả năng bóng có thể chạm tay chắn của đối thủ. Chúng ta cùng xem lại đường bóng này. Đúng là bóng chạm chắn của Lê Thanh Thúy rồi. Và bóng cũng thậm chí còn rơi trong sân cơ. Góc quay vừa rồi là đủ để chúng ta xác định đây sẽ là điểm số dành cho các cô gái binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước. Nhưng vẫn một lần nữa cần tới những góc máy tốt hơn để khẳng định điều đó một cách chắc chắn. Những góc máy từ công nghệ Video Challenge. Theo quan điểm của chúng tôi thì dù thông tin đưa ra khiếu nại bóng trong ngoài hay bóng chạm chắn thì họ sẽ đều có khiếu nại thành công ở đường bóng này. Có chạm tay chắn rất rõ. Ngón tay trỏ của phụ công mang áo số 8 đã chạm vào trái bóng. Trước đó thì đạo diễn hình của chúng ta cũng đã cung cấp những hình ảnh rất tốt để có lẽ là không cần tới công nghệ Video Challenge. Chúng ta cũng biết kết cục là như thế nào. Điểm thứ 20 dành cho binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước. Pha tấn công của Lê Thanh Thúy. Đường chuyền sau đầu. Đó là cú đánh của Kiều Trinh. Bích Tuyên. Tình huống chắn bóng tốt của thông tin. Warisara. Thông tin có cơ hội để nâng tỷ số lên 21-18. Và đó là pha ghi điểm của Kiều Trinh. Với những cổ động viên trung lập như chúng tôi rất mong đây sẽ là một trận thắng dành cho thông tin, để trận đấu của chúng ta luôn ở thế cân bằng. Ngày hôm nay thì nhiều cổ động viên trung lập sẽ hy vọng đây là một trận đấu năm xét, để những tuyển thủ quốc gia, những cầu thủ rất chất lượng trong đội hình của hai đội có thể cống hiến hết khả năng của mình cho một trận đấu với chất lượng chuyên môn cao, với những diễn biến hấp dẫn và kịch tính nhất. Ninh Bình xin hội ý lần 2 trong xét đấu thứ 2, lượt hội ý cuối cùng của họ trong xét đấu này. Rõ ràng là xét 2 thì Ninh Bình gặp nhiều khó khăn hơn nhiều so với những diễn biến ở xét đấu mở màn. Mười giây time out đã hết với Ninh Bình. Thông tin đang có lợi thế 3 điểm. Lâm Oanh là người phát bóng. Warisara. Cú đánh chéo sân rất tốt của ngoại binh người Thái Lan. Warisara như chúng tôi đã nói có thể chơi bóng không quá nổi bật nhưng luôn giữ được sự ổn định của mình. Đó là giá trị của chủ công này. Phạm Thị Hiền. Ngay sau đó là câu trả lời của thông tin với một pha tấn công của phụ công mặc áo số 12. 22-19. Thông tin đang hơn đối thủ 3 điểm và cũng còn cách điểm thắng ở xét này 3 điểm nữa thôi. Bây giờ sẽ là cầu phát bóng của Vi Thị Như Quỳnh. Chúng ta chờ đợi một tình huống phát bóng tấn công tốt của chủ công mặc áo số 14. Marisara. Miếng đánh chiến thuật thành công của Ninh Bình. Kim Liên đã có một tình huống phòng ngự tốt và mở ra cơ hội ghi điểm cho Ninh Bình. Hai mươi hai mươi hai
Kiều Trinh. Cú đánh chéo gắt không thể phòng thủ. Cổ tay rất dẻo. Hai mươi ba hai mươi, chiến thắng trong set 2 đang đến gần hơn với các cô gái binh chủng thông tin trường tư Bình Phước. Bây giờ sẽ là Phạm Thị Hiền. Bích Tuyền. Thông tin phòng thủ thành công. Tiếp tục là pha phòng ngự tốt của các cô gái áo lính, nhưng bóng đã rơi ngoài sân mất rồi. Rất đáng tiếc cho những nỗ lực của thông tin. Nhưng Ninh Bình vừa có được một tình huống tấn công và chớp thời cơ đủ tốt để ghi điểm. Các học trò của huấn luyện viên Thái Thanh Tùng đang rút ngắn cách biệt và vẫn còn hy vọng trong trận đấu này. Bây giờ sẽ là cầu phát bóng của Lê Thanh Thúy. Thêm một tình huống gõ bóng lòng tay tinh tế của Kiều Trinh. Đẳng cấp của đối chuyền đội tuyển quốc gia. Điểm thứ 24 đã được ghi cho thông tin. 3 set point dành cho đội bóng áo đỏ trắng. Kiều Trinh cũng sẽ là người phát bóng ở tình huống này. Bích Tuyền chắn bóng thành công. Nguyễn Thị Huyền đánh bóng ra ngoài nhưng bóng đã chạm chặt. Ninh Bình cứu được một set point. Binh chủng thông tin trường tư Bình Phước cần một pha xử lý chuyền một tốt ở đường bóng này để có thể kết thúc set 2 và giành lại thế cân bằng. Nhưng họ đang phải đối mặt với cầu phát bóng của Bích Tuyền. Nguyệt Anh. Rồi ghi điểm cho Ninh Bình. Nguyễn Thị Uyên. Cú đập bóng có lực rất tốt của Nguyễn Uyên. Hai set point đã được cứu dành cho Ninh Bình. Và đương nhiên lúc này thì huấn luyện viên Phạm Minh Dũng phải gọi hội ý rồi. Họ chỉ còn lại một set point thôi. Áp lực đang là khá lớn cho thông tin khi họ liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội để kết thúc set đấu. Nhưng vẫn còn một thời cơ ở phía trước. Vẫn đang là cầu phát bóng của Bích Tuyền. Chuyền một không tốt của Nguyệt Anh. Và Ninh Bình cứu được cả 3 set point để đưa set 2 vào thế cân bằng 24 đều. Ninh Bình đang tỏ ra lì lợm hơn ở thời điểm cuối mỗi set đấu. Trong khi đó thì thông tin lại đang mắc nhiều lỗi chuyền một và chưa thể cải thiện được điều này. Pha phát bóng rất khó chịu của Bích Tuyền. Nguyệt Anh. Kim Liên phòng thủ tốt. Đưa bóng cho Nguyễn Uyên. Tấn công hay ở vị trí số 4. Và tỷ số được nâng lên 25-24 dành cho binh chủng thông tin trường tươi Bình Phước. Không thể tin được. 4 điểm liên tiếp được ghi dành cho đội bóng áo vàng. Từ thế bị đối phương có quá nhiều cơ hội để giành chiến thắng ở set này thì bây giờ lợi thế lại đang thuộc về phía Ninh Bình. Set point dành cho đội bóng huấn luyện viên Thái Thanh Tùng. Bên phía thông tin họ cũng đã thay người ở vị trí chủ công. Nguyễn Anh rời sân để nhường lại vị trí cho Nguyễn Thị Phương. Blumchit.
Cơ hội ghi điểm cho Nguyễn Thị Uyên. Giá trị của Nguyễn Thị Uyên, bản hợp đồng chất lượng của Ninh Bình để chuẩn bị cho Cúp Hùng Vương năm nay. Cả Nguyễn Thị Uyên và Vi Thị Như Quỳnh đều chơi rất hay ngay trong những trận đấu chính thức đầu tiên họ đầu quân cho những đội bóng mới theo bản hợp đồng cho mượn. Pha tấn công lọt chắn của Nguyễn Thị Uyên đã giúp cho Ninh Bình giành chiến thắng trong trận đấu này. Một bàn lội ngược dòng quá ngoạn mục của thầy trò huấn luyện viên Thái Thanh Tùng, và họ đang tạm dẫn trước binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước với tỷ số 2-0. Quý khán giả thân mến, ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với những hình ảnh tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ để tiếp tục theo dõi những diễn biến của set đấu thứ 3, trận đấu giữa binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước và Ninh Bình LP Bank. Hai set đấu đầu tiên đã khép lại với chiến thắng dành cho đội bóng nữ Ninh Bình với các tỷ số 25-21 và 26-24. Set 2 là một set thua đầy nuối tiếc với những cổ động viên của thông tin. Họ đã dẫn trước với tỷ số 24-21 nhưng không thể giành điểm kết thúc ở set đấu này. Và giờ thì khó khăn chồng chất khó khăn đối với đội bóng áo lính. Nếu như bây giờ tỷ số là 1-1 thì mọi thứ sẽ dễ thở hơn rất nhiều với các cô gái thông tin. Nhưng họ đang bị đối thủ dẫn trước với tỷ số 2-0. Vị Thị Như Quỳnh, pha tấn công đưa bóng chạm tay chắn của Bích Tuyền và bóng rơi ra ngoài. Tỷ số được xếp bằng 1-1. Bích Tuyền, tình huống đánh bóng rúc lưới của đối chuyền bên phía Ninh Bình. 2-1 cho binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước. Nỗ lực đánh bóng chéo sân không thành công của Bích Tuyền. LP Bank Ninh Bình trước đây luôn là một đội bóng thiếu ở vị trí chủ công. Và sức tấn công họ dựa dẫm rất nhiều vào
vai trò của Bích Tuyền. Nhưng với sự bổ sung ngoại binh người Thái Lan cùng Nguyễn Thị Uyên thì những điểm yếu của Ninh Bình đang được khỏa lấp. Nguyễn Thị Trinh, thêm một tình huống xử lý một chân sau đầu quá hay của Trinh Nguyễn. LP Bank Ninh Bình đã có được những phụ công chất lượng như Nguyễn Thị Trinh và như Lê Thanh Thúy, cùng với một đối chuyền đẳng cấp như Bích Tuyền. Và điểm còn thiếu với họ trên hàng công chính là vị trí chủ công thôi. Nhưng tại Cúp Hùng Vương năm nay, với sự bổ sung của Nguyễn Thị Uyên, mọi thứ đang dần trở nên hoàn hảo hơn với đoàn quân huấn luyện viên Thái Thanh Tùng. Nguyễn Thị Uyên, Bích Tuyền đưa bóng cho Nguyễn Thị Phương, số 17 đánh bóng rút lưới. 3-2 cho LP Bank Ninh Bình. Sự khác nhau trong trận đấu ngày hôm nay có chăng đang nằm ở việc truyền một của thông tin gặp nhiều vấn đề, và tâm lý thi đấu của đội bóng áo lính ở những thời điểm quyết định cũng có phần đang bị dao động. Không được rồi. Chắc chắn là tinh thần và tâm lý của bên chủ thông tin trường Tươi Bình Phước sẽ gặp rất nhiều vấn đề sau một set thua đầy tiếc nuối như set 2. Có tới 3 set point nhưng tất cả đều không được tận dụng và sau đó còn thua ngược đối thủ. Và phạt bóng quá khó chịu của Bích Tuyền. Nỗ lực phòng thủ không thành công là của Vi Thị Như Quỳnh. 5-2 cho Ninh Bình. Huấn luyện viên Phạm Minh Dũng đã phải gọi hội ý từ rất sớm trong set 3. Lại là cầu phát bóng của Bích Tuyền với những điểm số liên tiếp cho LP Bank Ninh Bình. Ở cuối set 2 thì cầu phát bóng của Bích Tuyền cũng thực sự lợi hại khi Bích Tuyền ở cầu dưới còn Nguyễn Thị Uyên ở hàng trên. Pha chắn bóng thành công của Nguyễn Thị Trinh và chuyền ai Hoài My. Cách biệt 4 điểm dành cho Ninh Bình. Đội bóng đương kim vô địch ở giải vô địch quốc gia đang thể hiện được sức mạnh của mình trước một đối thủ mạnh như bên chủ thông tin trường Tươi Bình Phước. Giám biên xác định đó là một tình huống bóng ngoài. Pha tấn công ở vị trí số 3 của Phạm Thị Hiền. 7-2 cho LP Bank Ninh Bình. Thua trước 2 set và tâm lý đang bị ảnh hưởng. Quá nhiều thử thách cho các cô gái thông tin. Bích Tuyền phát bóng ngoài sân. Cách biệt được thu hẹp xuống còn 4 điểm. Đường chuyền cho Bích Tuyền. Và phòng thủ thành công của Lâm Oanh. Kiều Trinh, thêm một tình huống chắn bóng tốt nữa của các cô gái Ninh Bình. Đó là tình huống chắn đôi của Nguyễn Thị Trinh và Nguyễn Thị Uyên. Kiều Trinh bỏ nhỏ. Pha tấn công biên.
Đó là tình huống đánh bóng tốt ở biên 4 của Nguyễn Thị Phương. Sau khi Nguyệt Anh để mất khá nhiều điểm quan trọng ở set 2 thì giờ Nguyễn Thị Phương đang là một trong hai chủ công của Thông Tin cùng với Vi Thị Như Quỳnh ở trên sân. Được chuyền sau đầu. Pha xử lý hơi khó của Nguyễn Thị Trinh. Tỷ số bây giờ là 5-8. Cách biệt đang dần được thu hẹp cho Thông Tin. Bích Tuyền. Hàng sau của Vi Thị Như Quỳnh. Một đường chuyền cũng không quá thuận lợi so với tình huống vào đà của Như Quỳnh. Nhưng chủ công mặc áo số 14 cũng đã có một pha tấn công ghi điểm. Giờ thì tới lượt VP Bank Ninh Bình gọi hội ý. Khoảng cách giữa hai đội bây giờ chỉ còn là 2 điểm. Đang là cầu phát bóng của Kiều Trinh. Warisara. Điểm dành cho Ninh Bình. Trọng tài xác định bóng chạm tay chắn và đi ra ngoài. Tỷ số bây giờ là 9-6. Liêm Chít lại lên tiếng. Nhiều lần trong trận đấu này, những pha phối hợp giữa Lâm Oanh và Liêm Chít với những pha tấn công ở vị trí số 2 đều mang về điểm số cho Thông Tin. Bích Tuyền. Cú đập bóng rất mạnh và vô cùng chính xác của đối chuyền Bích Tuyền. Một pha tấn công đưa bóng vào mép biên của đối chuyền mang áo số 10. Lại là Pium Chit. Khả năng sửa bóng rất tốt của ngoại binh người Thái Lan. Dẫu cho nhiều thời điểm, những đường chuyền của Lâm Oanh cũng chưa thực sự là quá thuận lợi. Các cô gái Thông Tin đang rất nỗ lực để thu hẹp cách biệt. Khoảng cách giữa hai đội bây giờ là 2 điểm. 80. Bích Tuyền. Lại thêm một tình huống dội bom nữa. Và tấn công ở vị trí số 4 với một cú đánh chéo sân rất tốt của Bích Tuyền. 11-8 cho LP Bank Ninh Bình. Với thế trận như thế này thì nhiều khả năng cặp đấu tâm điểm trong buổi chiều ngày hôm nay của chúng ta rất có thể sẽ kết thúc sớm hơn mong đợi. Đó là điều mà các cổ động viên trung lập không hề mong muốn. Và đương nhiên cả các cổ động viên của Thông Tin nữa. Bích Tuyền. Một pha tấn công rụng cột anten của Bích Tuyền. Và đương nhiên đó được tính là một tình huống đánh bóng ngoài. Đã có tiếng chuông từ phía Ninh Bình. Có
vẻ như ban huấn luyện của Ninh Bình muốn khiếu nại. Bích Tuyền đánh bóng vào mép lưới và sau đó thì cột anten mới đổ xuống. Bóng bật lưới và đi ra ngoài. Nhưng trọng tài xác định đó là một pha bóng mà Bích Tuyền đã đánh bóng chạm tay chắn. Điểm sẽ được dành cho LP Bank Ninh Bình, chứ không phải là binh chủng thông tin Trường Tư Bình Phước. Nhưng trước khi trận đấu có thể tiếp tục thì chúng ta cũng đang chờ đợi để các trợ lý có thể chỉnh sửa lại cột anten. Không biết bóng có chạm chắn của Như Quỳnh hay không, nhưng trọng tài số 1 Bùi Văn Mạnh thì xác định đó là điểm cho các cô gái LP Bank Ninh Bình rồi. Trong hai cuộc chạm trán gần nhất giữa hai đội bóng ở sân chơi Cúp Hùng Vương năm 2021, trong trận tranh hạng 3 thì Thông Tin thua Ninh Bình với tỷ số 2-3. Tới mùa giải 2023, hai đội bóng là những câu lạc bộ có thành tích tốt nhất trong giai đoạn 1 và họ chạm trán với nhau ở trận bán kết Cúp Hùng Vương 2023. Khi đó thì chiến thắng cũng gọi tên Ninh Bình và đó cũng là một trận đấu năm xét. Ngày hôm nay thì Ninh Bình đang có lợi thế dẫn điểm trước binh chủng Thông Tin Trường Tư Bình Phước. Họ đang dẫn trước với tỷ số 2-0 và đang dẫn điểm trong cả xét 3 này. Tỷ số bây giờ đang là 12-9. Bích Tuyền, Vị Thị Như Quỳnh đánh bóng bạt chắn ghi điểm. 10-12. Như Quỳnh đang tấn công tốt ở số 4, đánh tốt từ hàng sau và cũng đang cải thiện được kỹ năng phát bóng của mình. Chủ công của đội tuyển Việt Nam đang dần cải thiện trình độ của mình hơn sau một mùa giải. Kiều Trinh, bóng đã chạm mặt sân rồi. Bất chấp những nỗ lực của Kim Liên, đúng là bóng đã chạm mặt sân. Pha tấn công vừa rồi là của Kiều Trinh. 11-12. Và phòng thủ may mắn của Hoài My và sau đó cơ hội mở ra cho Bích Tuyền. LP Bank Ninh Bình vừa hay vừa may trong trận đấu ngày hôm nay. Nụ cười rất rạng rỡ của Đinh Thúy, Lưu Thị Huệ và truyền hai Minh Thư. Ninh Bình đang có một thế trận thực sự là quá khả quan trước binh chủng Thông Tin Trường Tư Bình Phước. Tiếp tục có thêm một điểm nữa dành cho các cô gái LP Bank Ninh Bình. Thật khó để đoàn quân của huấn luyện viên Phạm Minh Dũng có thể xoay chuyển tình thế lúc này. Họ vẫn đang mắc rất nhiều lỗi trong việc phòng thủ cũng như xử lý chuyền một. Bóng bật lưới và điểm A tiếp theo dành cho Bích Tuyền. Một lần nữa thì binh chủng Thông Tin Trường Tư Bình Phước lại phải gọi time out. Cách biệt giữa hai đội ở thời điểm này đang là 4 điểm. Ngày hôm nay thì cầu phát bóng của Bích Tuyền luôn mang tới rất nhiều điểm số cho các cô gái LP Bank Ninh Bình. Đúng không?
Nguyễn Thị Uyên. Tình huống ghi điểm là của Phạm Thị Hiền. Một pha bóng mà Warisara đã bị trượt chân và không thể kịp trở lại tư thế phòng thủ. Lỗi chuyền một và Ninh Bình mất điểm. 13-15. Trong bóng chuyền thì đúng là chuyền một là vô cùng quan trọng. Dù chúng ta thường nói vui với nhau rằng thành bại tại chuyền hai, thế nhưng nếu như chuyền một không tốt thì cũng chẳng có được những tình huống phối hợp đánh chiến thuật và cũng thường bị rơi vào thế phải chống đỡ trước đối thủ. Nguyễn Thị Uyên. Thêm một pha tấn công ghi điểm nữa của chủ công mặc áo số 9. Pha tấn công tốt của Hoàng Thị Kiều Trinh. Một tình huống tấn công ghi điểm ở vị trí số 2. Thông tin cần tinh thần thi đấu máu lửa hơn nữa trong set đấu thứ 3 này. Họ cần quyết tâm hơn nữa, chắc chịu từng cơ hội để có thể hướng tới mục tiêu trước mắt là giành một set thắng trong trận đấu ngày hôm nay trước Ninh Bình. Bích Tuyền. Lại thêm một pha dội bom nữa khiến cho Kiều Trinh phòng thủ không thành công. Bích Tuyền quá mạnh mẽ và chính xác, hiệu suất ghi điểm cũng rất cao. Đó là pha tấn công ở vị trí số 4 của Nguyễn Thị Phương. Bích Tuyền hàng sau. Lần này thì Bích Tuyền đánh bóng ra ngoài sân. Bích Tuyền. Và tấn công sau vạch 3m của đối chuyền Bích Tuyền chưa có điểm cho Ninh Bình. Tiếp tục là cơ hội tấn công dành cho các cô gái áo vàng. Warisara. Bóng ngoài. Điểm thuộc về binh chủng thông tin trường Tươi Bình Phước, nhưng đã có tín hiệu challenge từ phía ban huấn luyện của Ninh Bình. Khiếu nại bóng chạm chắn. Có cảm giác bóng chưa chạm tay của Lâm Oanh. Rất có thể đây sẽ là một khiếu nại không thành công của LP Bank Ninh Bình. Công nghệ Video Challenge 2 sẽ cho chúng ta góc máy chi tiết hơn nữa. Không chạm rồi. Bóng không chạm tay chắn. Trọng tài đã chính xác. Và LP Bank Ninh Bình mất đi một lượt khiếu nại sai trong set đấu thứ 3. 16-17. Đây là lúc mà thông tin có thể tận dụng cơ hội để vượt lên. Bích Tuyền.
Vị Thị Như Quỳnh vẫn chưa có điểm. Pha phối hợp tấn công ở vị trí số 3. Đó là tình huống ghi điểm của Lê Thanh Thúy. Đinh Bình cũng có thể ghi điểm ở rất nhiều những vị trí khác nhau, không chỉ riêng Minh Tuyển. Chủ công Đinh Thị Thúy đã được sử dụng từ băng ghế dự bị để thay thế cho ngoại binh người Thái Lan Warisara. Đó là sự thay đổi bên phía LP Bank Ninh Bình. Một đường bóng rất khó chịu và các cô gái Ninh Bình đang cho rằng đã có lỗi trong pha xử lý vừa rồi của Lâm Oanh. Trọng tài xác định điểm số thuộc về binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước. Rồi ghi điểm cho thông tin bỏ nhỏ. Đó là pha xử lý của Vi Thị Như Quỳnh. Bích Tuyên. Thông tin phòng thủ thành công, lại là Như Quỳnh. Chắn bóng tốt. Tình huống giáp chắn rất nhanh của Bích Tuyên với Lê Thanh Thúy. 19-17. Thật sự khó khăn cho binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước. Bây giờ người phát bóng sẽ là Đinh Thúy. Việc đánh chiến thuật vừa rồi của thông tin cũng không đánh lừa được hàng chắn của đối thủ. 20-17. Nguyệt Anh trở lại sân. Và Vi Thị Như Quỳnh là người rời sân. Sự thay đổi của huấn luyện viên Phạm Minh Dũng ở thời điểm những điểm số quan trọng trong trận đấu thứ 3. Bích Tuyền. Bích Tuyền đánh bóng chưa qua lưới. Điểm cho thông tin. Với tình huống đánh bóng chưa qua lưới vừa rồi thì đương nhiên đó là lỗi bốn chuyền của các cô gái Ninh Bình. 18-20 vẫn còn hy vọng cho binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước. Bây giờ là cầu phát bóng của Lâm Oanh. Kiều Trinh. Đưa bóng cho Bích Tuyên. Quá mạnh mẽ. Một lần nữa Kiều Trinh lại không thể ngăn cản Bích Tuyền ghi điểm. Với đối chuyển Bích Tuyền, nếu như hàng chắn của thông tin không thể chắn bóng giảm lực thì sẽ rất khó cho những cầu thủ phòng ngự ở hàng sau. Lê Thanh Thúy sẽ là người phát bóng. Đó là cú đánh ghi điểm của Nguyễn Anh. 19-21. Pha đánh bóng lách chắn rất hay của Nguyễn Anh. Nguyễn Anh là cầu thủ có kỹ năng phát bóng rất tốt. Và nhiều cổ động viên của thông tin sẽ hy vọng vào cầu phát bóng này. Nguyễn Thị Uyên chắn bóng thành công. Tình huống chắn đôi của Phạm Thị Hiền và Hoàng Thị Kiều Trinh. 20-21. Tinh thần của thông tin đang lên. Bích Tuyền. Một lần nữa Bích Tuyền lại đánh bóng bàn chắn để ghi điểm cho LP Bank Ninh Bình. 22-20. Bóng đã chạm tay chắn của Nguyễn Thị Phương và đi ra ngoài. Ôi.
Nguyễn Thị Phương. Điểm dành cho LP Bank Ninh Bình. 23-20. Bóng rơi trong sân sau tình huống chặn bóng của Hoài My và Nguyễn Thị Trinh. Nguyễn Thị Phương. Cơ hội ghi điểm dành cho Nguyễn Thị Uyên. Lâm Oanh chuyền bóng sau đầu cho Hoàng Kiều Trinh. Điểm dành cho Thông Tin. Bóng đã chạm trán. 21-23. Cú đánh hai chuyền quá tinh tế của Hoài My. 24-21 và có tới 3 match point cho LP Bank Ninh Bình. Thật sự là hụt hẫng. Chúng ta đang mong đợi một trận đấu kéo dài 5 set nhưng lúc này thì nó đang có nguy cơ dừng lại ngay sau set đấu thứ 3. Ninh Bình đang chơi tốt hơn nhiều so với binh chủng Thông Tin Trường Tươi Bình Phước ở trận đấu ngày hôm nay. Cầu phát bóng của Nguyễn Thị Uyên. Và điểm quyết định đã được ghi cho các cô gái LP Bank Ninh Bình. 25-21 là tỷ số của set đấu thứ 3. Ninh Bình vượt qua binh chủng Thông Tin Trường Tươi Bình Phước với chiến thắng 3-0. Một kết quả có lẽ là rất bất ngờ. Nhiều người trước khi trận đấu này diễn ra thì dự đoán tối thiểu của họ có lẽ cũng sẽ là một trận đấu 4 set. Chưa nói là đội bóng nào sẽ giành chiến thắng, nhưng ít nhất sẽ phải là một trận đấu 4 set hoặc 5 set. Nhưng ngày hôm nay thì Bích Tuyền và các đồng đội đã dễ dàng vượt qua binh chủng Thông Tin Trường Tươi Bình Phước với chiến thắng 3-0.